Tiếp tục em lên cho các một con giải mã của đền ông nhé. Con này thì có mã ở đây là con MG33. Con này thì phải nói là tuyệt vời các bạn. Dòng này em bán gọi là quốc dân bên em luôn, hàng quốc dân dễ dùng. Tại sao các bác thích dùng con này? Bởi vì nó thứ nhất là nó dễ dùng, cái thứ hai là giải mã của nó 24 bit cũng theo tiêu chuẩn Nhật, và cái thứ ba đó là ngoài làm giải mã ra, các bác có thể kết hợp làm công suất vô tư. Đấy, con này là con đàn ông 55 vây kép này. À, em xin lỗi, đàn ông MG33 công suất là 55W. Đấy, có thể đánh được con loa bát 16, 18 vô tư. Đấy, đây nhá, em kẹp sẵn cầu loa rồi. Đấy, có một đường súp riêng bác nhá, bác nào cần giải trầm cắm súp vào đây. Đấy, quang có hai cổng này, em đang cắm một cổng này, còn cổng này cổng đầu ra. Đấy, nó sẽ có hai cổng quang, một đầu vào một đầu ra, thì em cắm một cổng đầu vào. Còn AV, ở đây nó sẽ có 1, 2, 3, 4 cổng AV, thì em đang cắm được cổng đầu vào, còn lại nó sẽ có một cổng đầu vào nữa ở đây. Và có thêm hai cổng đầu ra, hai cổng đầu ra ở đây nhá, thì các bác có thể cắm xung quanh đẩy hoặc con âm ly to ấy, để hát karaoke ấy. Đấy, hay là con âm ly để nghe nhạc ấy, tiếng cực kỳ hay luôn. Ngày xưa các bác đang dùng những con giải mã bé xíu xíu mà để cắm từ tivi xuống ấy, thì thay đổi đi, thay đổi sang con này này. Các bác sẽ thấy chất âm nó khác ngay. Nó khác rõ rệt luôn ấy. Nghe rồi các bác mới thấy. Cái này là không phải em nói hay để em bán hàng đâu, mà là thực tế rồi. Đấy, đây mà không hay các bác có mà đập vào mặt em ngay, đúng không ạ? Nói bốc phét xong bảo đây hay, lúc này các bác thử không hay cơ mà các bác đập vào mặt cho ạ. Thế này các bác yên tâm, tất cả những con này là em đã bán ở trên video hoặc là em bán ở cửa hàng rất là nhiều rồi. Đấy, khách hàng dùng thực tế rồi, và đến thậm chí là cả những anh em thợ cũng dùng rồi đều phải là khen hay. Đấy, giá thì đã bình dân nhưng mà chất âm thì cực cực, cực kỳ là vĩ đại luôn. Đây, có cả chỉnh bát tép các bác nhá. Đấy, bác nào nghe nhiều bát thì đưa về on này. Đấy, nghe ít bát thì đưa về off này. Đấy, đây. Em thích nghe nhiều em đưa về on. Đấy. Nhấn cái nút sang bát này, tăng giảm là tùy theo sở thích của mình này. Đấy, rất là dễ. Bát thì có thể cho em tầm khoảng dương 4, tép lên khoảng dương 6 hoặc 8, nghe sướng lắm các bạn, ngọt tuyệt vời. CD mới đây bỏ qua cho em bởi vì là mấy cái này thì bên em sẽ không bao dạy. Hình thức máy các bạn nhìn thực tế nhá. Con này nói chung là hàng bãi còn cơ bản là đẹp đấy. Đây, lên nhà các bác nghe thử này. Em đang kết nối điện thoại máy tính này. Đất trộn quá, trộn bên trái nó xây thành cái gì có lục à? Ấy, ấy gọi là tè khói luôn các bạn, ấy gọi là bốc khói luôn, tuyệt vời luôn. Đây, đánh ở loa 327 các bạn nhá, ba đường tiếng luôn. Nếu mà không khuyến khích các bác đánh nó to nhỉ nhá, về cứ đánh cho em con bát tầm khoảng 16-18 thôi, cho nó lâu dài các bạn nhá. Đấy. Còn nó đem thử test một lúc xem nó như thế nào nhá.
Đấy, tuyệt vời chưa các bác? Quá hay luôn. Các bác thích nghe đường quang nhá, thích mà muốn nghe Smart TV nhá, chuyển ngay cho em. Rất đơn giản thôi, một thao tác nhấn vào đây cho em. Chuyển về đường quang OPT có nhá. Đấy, quang của nó là OPT. Ngọt lắm các bác ạ, ngọt cực kỳ luôn. Mía ngọt như nào thì em này chất âm ra ngọt như mía luôn các bác nhá. Đấy. Rồi mai tôi đưa em xa kỷ niệm, xin lời cuối không dối gian trong mắt em. Tình yêu cho thương đau nghe buồn thế, gác văng mưa gợi miền chân chiều. Còn đây không gian xưa quen gót lầy, bên hè phố cây lá thưa chim đã bay. Ngồi nghe yêu thương đi xa tầm tay, giữa tiếng ru trầm vào cơn mê này. Chiều xưa đông đầy đón em thu mây quay, tiếng em xuân chưa phai, xót ngày vàng còn gì đành đoạn rồi những lần chiều hẹn ước. Rồi mai chân hoang vu lên phố, tôi về nhớ trong mắt môi đã đắng cay. Còn ai mơ trên tay khi hoàng hôn vỗ giấc xuân muộn về trên môi hồng. Quá tuyệt vời các bạn. Đấy, bác nào chốt con này thì alo cho em nhé. Giá cực kỳ bình dân luôn. Con này em đang bán bình thường của nó như là đang con này khoảng 1.550.000, còn hôm nay em đang sale con này còn có bao nhiêu ạ? Vâng, có 1.350.000 thôi. Bác nào chốt thì alo ngay cho em nhá. 1350. Vâng, xin chào các bác.